Tử vi tháng chín âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tý, nhiều thử thách mới, hãy tự tin vào năng lực của chính mình. Bước sang tháng mới, người tuổi Tý sẽ phải đối mặt với những thách thức và cơ hội mới trong sự nghiệp. Cho dù con giáp này đang tiếp tục làm công việc hiện tại hay đang bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình, bạn sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng. Giai đoạn tháng 9 âm lịch này có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống, sự nghiệp của con giáp này, bởi những bước đi của bạn sẽ tác động trực tiếp tới thành quả mà bạn nhận được vào cuối năm nay. Trong tháng 9 âm lịch, những người sanh năm Tý sẽ phải đối mặt với những thử thách lẫn cơ hội mới trong con đường sự nghiệp. Cho dù đang tiếp tục làm công việc hiện tại hay bắt đầu việc kinh doanh của mình, con giáp người tuổi Tý sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng. Về mặt tài chính, tháng Giáp Tuất là mùa thu hoạch của tuổi Tý. Trong giai đoạn này, bản mệnh có thể nhận thêm các khoản thu nhập bất ngờ hoặc một số cơ hội đầu tư có giá trị. Con giáp này nên duy trì sự tỉnh táo và ổn định trong quản lý tiền bạc. Còn ở phương diện tình cảm, các mối quan hệ của những chú chuột cũng có một số thay đổi. Người độc thân thì có cơ hội kết bạn mới hoặc phát triển mới mối quan hệ với người bạn thầm mến, đưa ra mọi chuyện rõ ràng. Còn về mặt sức khỏe không có vấn đề nào cần phải lo lắng, song những tác động từ môi trường, thời tiết, công việc bận rộn vẫn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Vì vậy nên tăng cường vận động thể chất, duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi để cơ thể luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tý luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng Giáp Tuất, con đường sự nghiệp của những chú chuột khá lý tưởng. Nhờ có các tinh tả phù và chính ẩn dự bảo, làm gì cũng sẽ có quý nhân nâng đỡ, các khí vây quanh, mọi dự định đều được hoàn thành như mong muốn ban đầu. Cho dù bạn đang tiếp tục làm công việc hiện tại hay đang bắt đầu công việc kinh doanh mới, bạn sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng. Dù có hung tinh Thiên Cẩu vẫn sẽ mang tới một vài thách thức nhất định, nhưng cơ hội để những chú chuột bứt phá cũng không ít. Bạn có thể nắm bắt cơ hội trong tháng này để dũng cảm thực hiện những bước đi của riêng mình, thử những cách làm việc mới hoặc tìm kiếm đối tác khách hàng mới. Sức sáng tạo của bạn chưa bao giờ ngừng lại, thêm một chút táo bạo và chủ động sẽ mở ra cho bản mệnh những hướng đi rất chuẩn xác. Tháng 9 âm lịch này sẽ là thời điểm thích hợp để đạt được những đột phá mới. Điều quan trọng của con giáp này là cần lưu ý việc duy trì giao tiếp tốt trong quá trình làm việc nhóm sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy phát triển của sự nghiệp. Ngoài ra, bạn nên tiếp tục học hỏi để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, khiêm tốn, xin lời khuyên từ cấp trên hoặc những người đi trước nếu có điều gì không hiểu. Điều đó sẽ giúp khắc phục những khó khăn trong công việc, đạt được kết quả tốt, đồng thời rèn luyện bản thân và tích lũy kinh nghiệm. Tháng này cũng sẽ có một số cơ hội đi công tác, con giáp này có thể được mở mang, trải nghiệm. Mặc dù công việc khá bận rộn nhưng bản mệnh cũng sẽ nhận thấy năng lực của mình nhanh chóng được thể hiện. Nhìn chung, thời điểm tháng 9 âm lịch, bạn nên làm việc nghiêm túc, tập trung bởi những bước đi của bạn sẽ tác động trực tiếp tới thành quả mà bạn nhận được vào cuối năm nay. 2. Luận về phương diện tài chính. Con đường tài lộc trong tháng mới của những chú chuột khá tốt, dù có chính tài hay thiên tài cũng đều có thu hoạch rõ rệt. Điềm báo cho thấy trong giai đoạn này, bản mệnh có thể nhận thêm các khoản thu nhập bất ngờ hoặc một số cơ hội đầu tư có giá trị. Tháng này tương đối thuận lợi cho các ngành bán hàng, kinh doanh vì có thể thu hút được nhiều lượng khách hàng mới. Hầu hết nhân viên văn phòng vẫn nhận được mức lương như trước, không tăng cũng không giảm, nhưng vẫn sẽ có những khoản hoa hồng phụ cấp thêm nhờ biểu hiện chăm chỉ và nổi bật của bạn.
Người tuổi Tỵ nên duy trì sự tỉnh táo, ổn định trong quản lý tiền bạc, tránh các khoản đầu tư nhiều tỉnh rủi ro và xử lý các giao dịch tài chính với người khác một cách cẩn thận nhé. Một số cơ hội đầu tư tốt có thể cần nhiều thời gian hơn để xem xét và chuẩn bị, nhưng cuối cùng sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. Bạn trở nên chạy theo xu hướng nhất thời, càng không nên mù quáng làm theo người khác mà không có kiến thức căn bản, kẻo mất tiền như chơi. Điều quan trọng nhất là kiểm soát kỳ vọng của bản thân và tránh bị lòng tham che mờ mắt. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Sự xuất hiện của Nguyệt lệnh làm một dục báo hiệu những thay đổi tích cực trong đời sống tình cảm của người tuổi Tỵ. Đối với ai còn độc thân, chăm chút hơn cho bản thân mình, biết cách toát lên sự quyến rũ của bản thân và có cơ hội kết bạn mới hoặc phát triển mối quan hệ với người bạn thầm mến, đưa ra mọi chuyện rõ ràng. Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội phát triển tình yêu công sở hoặc gặp gỡ người phù hợp trong các bữa tiệc liên hoan, xã giao của công ty. Sự tự tin nơi bạn khiến cho đối phương không thể rời mắt và sẽ chủ động tiếp cận. Đối với những người đang trong một mối quan hệ, tháng này hai bạn sẽ có những cuộc trò chuyện sâu sắc, giúp giải quyết khúc mắc và hàn gắn những vết nứt từ trước đó. Ngoài ra, hãy lưu ý đến sự thay đổi tâm trạng thất thường kẹo dẫn tới những biểu hiện sai lầm. Đặc biệt, nếu có khả năng giao tiếp kém hoặc cảm xúc không ổn định, sống lý trí và bao dung sẽ góp phần mang lại sự ổn định và hài hòa hơn trong đời sống tình cảm của bạn trong tháng 9 âm lịch này. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Nhìn tổng thể thì tháng 9 âm lịch người tuổi Tỵ không có vấn đề nào phải lo lắng. Song những tác động từ môi trường, thời tiết, công việc bận rộn vẫn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Người tuổi Tỵ có thể bị cảm lạnh hoặc dị ứng. Bạn nên tăng cường vận động thể chất, duy trì thói quen làm việc, nghỉ ngơi khoa học để cơ thể luôn khỏe mạnh. Đồng thời điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp để nâng cao sức đề kháng. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý tới sức khỏe tinh thần của mình và duy trì thái độ lạc quan tích cực với cuộc sống. Điều này sẽ hữu ích hơn trong việc đối phó với nhiều thử thách khác nhau. Với người tuổi Tỵ mắc bệnh mãn tính, hãy nhớ khám lại thường xuyên, uống thuốc đầy đủ và nghe theo lời khuyên từ bác sĩ. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Mậu Tỵ mệnh hỏa, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết: công danh sự nghiệp lý tưởng, hoàn thành mọi mong muốn. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu đen. 2. Tuổi Canh Tỵ sinh năm 1960 mệnh thổ, nam sao thổ tủ, nữ sao phân hận, khẩu quyết: có thể nắm bắt cơ hội để thực hiện những bước đi riêng của mình. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu xám, màu bạc. 3. Tuổi Nhâm Tỵ sinh năm 1972 mệnh mộc, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết: có thể nhận thêm các khoản thu nhập bất ngờ, đầu tư có giá trị. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Mão. Màu sắc may mắn: màu xanh da trời, màu đen. 4. Tuổi Giáp Tỵ sinh năm 1984 mệnh kim, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết: đón nhận thay đổi tích cực trong đời sống tình cảm. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu xanh. 5. Tuổi Bính Tỵ sinh năm 1996 mệnh thủy, nam sao thổ tủ, nữ sao phân hận, khẩu quyết: nên tăng cường vận động thể chất, sinh hoạt khoa học. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mão. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu tím. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Sửu, vận trình sáng sủa, gặt hái được thành quả xứng đáng. Tháng 9 âm lịch sẽ là một tháng khá sáng đối với những chú trâu trên hầu hết các phương diện. Sự che chở của các ngôi sao may mắn giúp bạn nắm bắt tốt cơ hội hơn, dần gặt hái được những thành quả cho những nỗ lực bấy lâu nay.
Nhờ có nguyệt lệnh làm quan đới, sự nghiệp của người tuổi Sửu phát triển ổn định, bản mệnh phát huy được các ưu điểm nghiêm túc, cẩn trọng, tỉ mỉ của mình nên tiến độ và hiệu suất công việc khá cao. Cách làm việc của con giáp này cũng bất phần cứng nhắc, thay vào đó là sự linh hoạt, uyển chuyển trong từng tình huống, cũng bởi người tuổi này đã biết tiếp thu, quan sát nhiều hơn. Tài chính của những người sanh năm Sửu trong tháng mới cũng khá ổn định, tuy vẫn chưa có sự đột phá rõ ràng như mong muốn của bạn, nhưng cũng có khoản ra khoản vào, thu nhập đủ để khiến bạn yên tâm. Bạn cũng nên chú ý hơn tới việc quản lý tiền bạc và đầu tư, không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Các mối quan hệ về con đường tình duyên của người tuổi Sửu khi bước sang tháng mới này khá lý tưởng. Những cảm kết và thể hiện tình cảm của nửa kia đem tới cho bạn sự yên tâm và càng tin tưởng vào tình yêu này. Con người độc thân có thể nhận được những lời tán tỉnh cũng là một trải nghiệm thú vị. Sức khỏe của những chú trâu tốt hay xấu tùy thuộc vào cách chăm sóc bản thân của bạn. Tháng này, công việc nhiều, thời gian nghỉ ngơi sẽ bị thu ngắn lại. Bạn có thể gặp tình trạng mất ngủ hoặc bỏ bê ăn uống, không có sự điều chỉnh hợp lý, thì sức khỏe không được đảm bảo nguồn năng lượng cần thiết khi làm việc. Xem tử vi tháng chính âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Sửu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tháng này, thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ sẽ mang tới cho bạn nhiều thành quả xứng đáng trong tháng do được nguyệt lệnh làm quan đới che chở. Các tình này sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội tốt hơn, chứng minh năng lực một cách không thể bàn cãi và cuộc sống sẽ đi đúng hướng mong muốn của bạn. Cách làm việc cũng bất phần cứng nhắc, thay vào đó là sự linh hoạt, uyển chuyển trong từng tình huống, cũng bởi người tuổi này đã biết tiếp thu và quan sát nhiều hơn. Dù công việc có bận rộn và nhiều áp lực, nhưng bạn lại không hề cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Ngược lại, người tuổi này cảm thấy vô cùng phấn khởi và vui vẻ. Bạn luôn nỗ lực hết mình, luôn muốn bản thân mình thiếu sót ở đâu để nắm bắt được và thay đổi. Rất có thể một vị trí mới sẽ chào đón người tuổi Sửu trong tháng chính âm lịch này. Cơ hội hiếm không phải lúc nào cũng có, bạn nên dốc toàn lực để thể hiện khả năng của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Tháng này, nếu phải đi xa vì công việc thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Nếu người tuổi Sửu đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng mới sẽ có thể tiến hành được, bởi vì sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình theo nhiều cách. Còn giáp này, còn hiểu rõ hơn về các cơ hội đầu tư, chấp nhận rủi ro, nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu tâm hơn trong quá trình làm việc chung với đồng nghiệp. Trong quá trình làm việc nhóm, việc xảy ra một số tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, những chú trâu không nên hành động bốc đồng, chứ đừng nói tới việc nói ra những lời cực đoan không kiềm chế, vì điều này sẽ dễ làm mất lòng đối phương và gây bất lợi cho tiến độ công việc sau này. 2. Luận về phương diện tài chính. Con đường tài chính của người tuổi Sửu khá ổn định, nên nếu muốn có cuộc sống sung túc, giàu có thì bản mệnh nên chú ý dành thời gian, sức lực tập trung cho việc kiếm tiền, những chuyện khác tạm gác lại sau. Tất nhiên, để có nguồn thu nhập cao, những chú trâu sẽ phải cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả mà bạn thu được cũng rất đáng nể do nỗ lực của mình. Bạn cũng nên chú ý hơn tới việc quản lý tiền bạc lẫn đầu tư, không nên dễ dàng tin tưởng người khác, cũng không nên mạo hiểm vì muốn tìm lối tắt kiếm tiền nhanh chóng. Hãy chú ý tới những tình huống mà các khoản đầu tư của bạn do bạn được mời tham gia, mức độ rủi ro có thể xảy ra.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thời gian rảnh của mình để kiếm thêm tiền, đảm bảo cho tương lai. Đừng lãng phí thời gian quý báu của mình mà hãy tận dụng tối đa từng khoảnh khắc để tăng thêm thu nhập. Về chi phí sinh hoạt, con giáp này cũng cần chú ý kiểm soát ham muốn tiêu dùng của mình để tránh chi tiêu quá mức, nên lập kế hoạch và quản lý tiền bạc cá nhân hợp lý. Tiết kiệm một cách nghiêm túc là những lựa chọn sáng suốt nhất ngay lúc này. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Con đường tình duyên của người sanh năm Sửu vào tháng 9 âm lịch này khá lý tưởng. Đây sẽ là một tháng tuyệt vời với những khoảng thời gian thú vị để ở bên gia đình, bạn bè và đặc biệt là khi đi nghỉ ngơi hoặc tham gia các hoạt động nghỉ ngơi vui chơi. Về mặt tình cảm cá nhân, đối với những người cô đơn hoặc đang tìm kiếm tình cảm sẽ có sự lãng mạn, có thể đột nhiên vẫy gọi bạn đấy. Bạn có thể nhận được những lời tán tỉnh, những cơ hội giao lưu làm quen với người khác giới. Đây cũng là một trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ. Nhưng trước hết, bạn nên cân bằng giữa công việc và tình cảm để không khiến mọi thứ trở nên dở dang. Với các cặp đôi, những cảm kết và thể hiện tình cảm của nửa kia đem tới cho bạn sự yên tâm, càng tin tưởng vào tình yêu này hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Về mặt sức khỏe, thể trạng của người tuổi Sửu có dấu hiệu suy giảm nhẹ vào tháng Giáp Tuất này, chủ yếu do áp lực công việc và cuộc sống bận rộn cũng bạn đi, dẫn tới việc bỏ bê chăm sóc bản thân. Tháng này công việc nhiều, thời gian nghỉ ngơi sẽ bị thu ngắn lại. Bạn có thể gặp tình trạng mất ngủ hoặc bỏ bê ăn uống, nên có sự điều chỉnh hợp lý để đảm bảo sức khỏe cũng như nguồn năng lượng cần thiết để làm việc. Con giáp này có thể tăng cường bổ sung dinh dưỡng và tăng cường tập thể dục để duy trì thể chất khỏe mạnh. Ngoài ra, cũng cần kiểm soát chế độ ăn uống và tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng để tránh làm tổn hại dạ dày. Bạn có thể đi bộ vừa phải, thư giãn sau bữa ăn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ mang tới những thành quả tương xứng. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu cà phê, màu vàng. 2. Tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, mệnh thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Cách làm việc linh hoạt và uyển chuyển trong từng tình huống. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu nâu, màu xám. 3. Tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Chú ý dành thời gian và sức lực tập trung cho chuyện kiếm tiền. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Tý, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Có thể nhận được những lời tán tỉnh, những cơ hội giao lưu làm quen. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu trắng, màu vàng. 5. Tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Dù chịu áp lực công việc và cuộc sống bận rộn cũng đừng bỏ bê bản thân. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Tý, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu nâu, màu tím. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Dần, vận khí được nâng cao về nhiều mặt. Trạng thái tinh thần tốt sẽ đem tới may mắn cho những chủ hộ trong tháng 9 âm lịch này. Với rất nhiều dấu hiệu tử vi tốt lành, bạn sẽ thấy vận khí của bạn được nâng cao về nhiều mặt. Tháng này, tam hợp cục xuất hiện, tuổi Dần có thể dễ dàng giải quyết những khó khăn gặp phải trước đây, tràn đầy tự tin và nghị lực mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với mọi thử thách khó khăn. Dù trong cuộc sống hay công việc, bản mệnh đều có thể giải quyết mọi vấn đề bằng thái độ tích cực lạc quan và đạt được thành công tốt đẹp.
về mặt tài chính, xu hướng sẽ là ổn định trong tháng này. Hãy cân nhắc tìm kiếm một số cơ hội đầu tư mới để tăng nguồn thu nhập cho mình. Thu nhập từ công việc chính vẫn đảm bảo và bạn cũng có thể mong đợi việc thăng chức tăng lương bằng cách cải thiện kỹ năng của mình. Trong chuyện tình cảm thì người tuổi Dần có nhiều tin vui. Các cặp đôi đang tìm hiểu có thể càng khăng khít hơn trong tháng này và thậm chí có thể tiến tới hôn nhân. Còn đối với những ai còn độc thân, có thể có một số cơ hội gặp gỡ mới, bạn có thể đi chơi nhiều hơn và tìm kiếm cơ hội thoát khỏi cảnh cô đơn. Phương diện sức khỏe có thể duy trì trạng thái tinh thần ổn định trong tháng này thì bản mệnh không phải lo lắng gì về vấn đề sức khỏe của mình. Công việc bận rộn nên bạn cũng cần tập thể dục và thư giãn vừa phải để giảm căng thẳng. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Dần luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng mới, người tuổi Dần vô cùng rực rỡ như mặt trời ban trưa. Được cả cục diện tam hợp và nguyệt lệnh làm quan nâng đỡ nên càng làm càng may. Chất lượng và hiệu suất không chê vào đâu được. Cụ thể, trong tháng này có thể bạn dễ dàng giải quyết những khó khăn gặp phải trước đây. Tràn đầy tự tin, nghị lực mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với mọi thử thách khó khăn. Đặc biệt, với những lần thể hiện bản thân đúng lúc, giành được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên, thậm chí còn thúc đẩy tiến độ một số dự án quan trọng, có thêm nhiều cơ hội và nhận được sự công nhận nhiều hơn. Ngoài ra, với kỹ năng lãnh đạo và hợp tác của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện. Những chủ hộ có thể thể hiện tốt trong công việc. Nếu gặp phải những vấn đề khó khăn thì tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng nghiệp kịp thời là một lựa chọn sáng suốt. Còn giáp này không nên chiến đấu một mình để tránh những thiệt hại bất ngờ cho công ty. Điều quan trọng nhất để thành công trong sự nghiệp là luôn tập trung, kiên nhẫn, không bị phân tâm bởi những vấn đề xung quanh. Cần duy trì mối quan hệ tốt với các thành viên trong nhóm và đồng nghiệp sẽ giúp giải quyết vấn đề và đạt được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, sức ép từ cấp trên và công việc sẽ tăng lên rất nhiều. Công việc sẽ chiếm hầu hết thời gian của bạn. May mắn rằng bạn là người biết cách sắp xếp và ưu tiên nên không có gì đáng phải lo ngại. Người tuổi Dần cũng là người linh hoạt và nhanh nhạy nên bạn thích nghi được với một số môi trường làm việc mới rất nhanh. Nhưng trở nên hành động quá tùy tiện chỉ vì tin vào trực giác của mình, bởi không lúc nào trực giác của bạn cũng chính xác. 2. Luận về phương diện tài chính. Tài vận của những chủ hộ trong tháng 9 âm lịch này có dấu hiệu tăng tiến. Cơ hội sẽ rất quý giá nên bạn cần nhanh tay nắm bắt. Nhờ đó mà doanh thu tăng lên rõ rệt. Với người làm công ăn lương, bạn đạt được kết quả công việc vượt trội và có thêm thu nhập cho bản thân, nên tháng này không gặp nhiều áp lực về tiền bạc. Bạn cũng có thể mong đợi việc thăng chức tăng lương bằng cách cải thiện kỹ năng của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên thay đổi thói quen chi tiêu quá sớm, mua sắm có thể chừng mực và cẩn trọng khi có ý định đầu tư. Nếu có thể duy trì một khái niệm quản lý tiền bạc thận trọng, bạn mới có thể đảm bảo cuộc sống ổn định. Trong khi đó, người đầu tư kinh doanh bắt đầu thu lợi nhuận, có những hạng mục tưởng như không có hy vọng thì nay đã được hồi sinh. Tuy nhiên, không nên bằng lòng quá sớm với hiện tại mà sớm tìm cách gia tăng thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. Khi dùng một khoản tiền lớn để đầu tư, con giáp người tuổi Dần cũng không thể chỉ tập trung vào lợi ích trước mắt. Dù có gặp cơ hội tốt, bạn phải hiểu rõ xu hướng của thị trường. Đừng quên tìm kiếm thêm những lời khuyên từ bạn bè và các chuyên gia xung quanh để có cái nhìn tổng quát hơn. Đừng bao giờ thực hiện các khoản đầu tư có rủi ro cao vì bạn sẽ mất rất nhiều tiền. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Trong tháng 9 âm lịch này được dự báo có nhiều tình vui. Các khí từ cục diện tam hợp mang tới vận đào hoa, đặc biệt tốt cho người độc thân. Các bạn độc thân có thể có một số cơ hội gặp gỡ mới hoặc gặp người phù hợp thông qua sự giới thiệu của bạn bè hoặc người thân.
Tiến trình làm quen khá thuận lợi nên chẳng mấy chốc hai bạn sẽ bắt đầu một mối tình đẹp. Các cặp đôi đang tìm hiểu có thể càng khăng khít hơn trong tháng này và thậm chí có thể tiến tới hôn nhân. Dù yêu nhau lâu hay mới thì người tuổi Dần cũng nên trân trọng và tôn trọng lẫn nhau, chủ động cho đi thay vì mù quáng đòi hỏi. Đồng thời nên học cách thấu hiểu, bao dung và cùng nhau giải quyết các vấn đề thì mọi sóng gió đều sẽ qua. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Những chủ hộ sẽ không gặp quá nhiều vấn đề về sức khỏe trong tháng 9 âm lịch này. Tinh thần vui vẻ giúp bạn tràn đầy năng lượng và có thể tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hoặc tập thể dục nhiều hơn. Điều này sẽ giúp cải thiện thể lực cá nhân. Lưu ý rằng công việc bận rộn nên bạn cũng cần tập thể dục và thư giãn vừa phải. Như người ta vẫn nói, sức khỏe là nền tảng của mọi cuộc cách mạng. Dù có làm việc chăm chỉ hay bận rộn đến đâu, bạn cũng phải dành thời gian để thư giãn, tránh làm việc quá sức để căng thẳng kéo dài. Đồng thời, chú ý duy trì thói quen sinh hoạt tốt và chế độ ăn uống lành mạnh để duy trì sức khỏe tốt. Nhìn chung, nếu có thể duy trì được thể trạng, tinh thần ổn định trong tháng này thì bản mệnh không phải lo lắng gì về vấn đề sức khỏe. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi Dần vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Canh Dần, mệnh mộc, nam sao phần hưởng, nữ sao là hầu, khẩu quyết, sự nghiệp rực rỡ như mặt trời ban trưa, càng làm càng may. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu nâu, màu xanh lá cây. 2. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, mệnh kim, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, luôn tập trung và kiên nhẫn, không bị phân tâm bởi những vấn đề xung quanh. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. 3. Tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, nam sao phần hợn, nữ sao là hầu, khẩu quyết, vận tài lộc có dấu hiệu tăng tiến, cần nhanh tay nắm bắt cơ hội. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Thân, màu sắc may mắn, màu xanh nước biển, màu xanh rêu. 4. Tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết, chuyện tình cảm có nhiều tin vui, vận đào hoa phơi phới. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Dậu, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu đen. 5. Tuổi Mậu Dần, sinh năm 1998, mệnh thổ, nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, khẩu quyết, duy trì được trạng thái tinh thần ổn định thì sức khỏe tự nhiên tốt hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu xanh lam, màu trắng. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Mão, tăng trưởng rộn ràng, quý nhân phù trợ. Tháng này, đối với người tuổi Mão khá là hanh thông khi công việc, tình duyên lẫn tiền bạc đều có nhiều khởi sắc, tăng trưởng rộn ràng. Tháng 9 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Mão vô cùng lý tưởng, có quý nhân phù trợ. Tháng 9 âm lịch, người tuổi Mão làm gì cũng có người giúp sức, gặt hái không ít những thành tựu. Bạn giành được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên bằng sự thông minh tài trí của mình. Tuy nhiên, vẫn sẽ có những khó khăn, nhưng không đáng kể, bản mệnh có đủ tài trí để xử lý mọi vấn đề đang tồn tại. Tài lộc cũng có những thay đổi tích cực hơn so với thời gian trước đó. Buôn bán kinh doanh thuận lợi, có thêm nhiều hợp đồng mới, đầu tư dễ sinh lời. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt cũng không phải ít, bạn nên lập kế hoạch ngân sách trước để tránh lãng phí không cần thiết. Chuyện tình cảm của những chú mèo có những chuyển biến tốt đẹp, nhân duyên vượng mang tới cơ hội thăng hoa cảm xúc cho các cặp đôi. Con người độc thân có thể gặp được một số may mắn lãng mạn mới, có cơ hội gặp được người mà mình thích. Tháng 9 âm lịch, những chú mèo duy trì được thể trạng ổn định, tinh thần thoải mái nên ít ốm đau bệnh tật. Song vẫn nên chú ý vì có thể gặp tai nạn, sự cố bất ngờ, cần đi đứng thận trọng. Do áp lực công việc cao nên việc thực hiện một số bài tập và hoạt động thư giãn phù hợp để giảm bớt căng thẳng.
Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Mão luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Tháng này, nhờ có lục hợp và nguyệt lệnh để vượng che chở nên con đường sự nghiệp của những người tuổi Mão có sự tăng trưởng khá rõ rệt. Có thể nắm bắt cơ hội làm việc chăm chỉ và tiến bộ, được kỳ vọng sẽ đạt được những thành tựu phát triển hơn nữa. Cục diện tử vi tốt báo hiệu bản mệnh có quý nhân phù trợ, làm gì cũng có người giúp sức gặt hái không ít những thành tựu. Có thể sẽ có một chút thay đổi trong công việc như vị trí, tính chất hay chiến lược. Đa phần đều theo chiều hướng tích cực nên cũng mở ra nhiều cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Bạn giành được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên bằng sự thông minh, tài trí của mình. Những chú mèo còn có cơ hội gặp gỡ được những người có tầm nhìn xa trông rộng và cùng chỉ hướng hay tầm nhìn với mình, chung góp, chung sức làm ăn. Tuy vẫn sẽ có những khó khăn nhưng không đáng kể, bản mệnh có đủ tài trí để xử lý mọi vấn đề đang tồn tại. Đôi khi người khác có thể sẽ nghĩ rằng bạn đang may mắn mà thôi. Song, chất lượng công việc sẽ chứng minh năng lực của bạn tới đâu, đừng tốn thời gian đôi co làm gì. Dù bạn đang làm có rất nhiều lợi thế hơn so với mọi người, nhưng không vì thế mà sinh ra kiêu ngạo, xem thường người khác. Vì bạn còn cần tới sự hỗ trợ giúp đỡ của rất nhiều người đấy. Thái độ khiêm tốn, biết mình, biết ta, không chỉ có lợi cho mối quan hệ của bạn mà còn giúp cho bạn tích lũy được những kinh nghiệm quý giá. Bạn cũng phải giữ cho mình một cái đầu lạnh, làm tốt công việc của mình và không ngừng nâng cao năng lực thì mới có thể phát triển tốt hơn và đạt được những may mắn cho riêng mình trong cuộc sống. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng mới, tài lộc của người tuổi Mão cũng đang có những thay đổi tích cực hơn so với thời gian trước đó. Có khá nhiều vận may tiền bạc tìm tới con giáp này. Với người làm công ăn lương, công việc thăng hoa thì không có lý do gì mà thu nhập không được cải thiện. Bạn có thể nhận được khoản tiền thưởng, trợ cấp, hoa hồng khi bộc lộ tài năng của mình đúng lúc. Nếu có cơ hội thăng chức, tăng lương và nắm bắt kịp thời, tháng này thu nhập của bạn sẽ thay đổi đáng kể đấy. Bạn có thể đạt được tự do tài chính bằng cách tích lũy kinh nghiệm và nâng cao khả năng của mình. Đặc biệt, nguyệt lệnh làm đế vượng rất có lợi cho người làm chủ, làm quản lý. Bạn điều hành mọi việc rất tốt, được cấp dưới nể trọng và ra sức cống hiến, nhờ đó lợi nhuận thu về không nhỏ chút nào. Buôn bán kinh doanh thuận lợi nhờ có lục hợp cho thấy các mối quan hệ xã giao hài hòa, tốt đẹp giúp cho bạn có thêm nhiều hợp đồng mới, hợp tác suôn sẻ, đầu tư dễ sinh lời. Lưu ý rằng cơ hội đầu tư rất nhiều nhưng phải lựa chọn hạng mục phù hợp. Đừng vội vàng quyết định khi chưa tìm rõ về nó nhé. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt cũng không phải ít, bạn nên lập kế hoạch ngân sách trước để tránh lãng phí không cần thiết. Thu chi cần đổi cho gia đình và bản thân cũng là một bài toán không hề dễ mà bạn phải tìm ra lời giải. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Về phương diện tình cảm, người tuổi Mão dù vẫn còn độc thân hay đã có đôi thì đều đón nhận nhiều tin vui. Nhân duyên chuyển biến tốt đẹp, đào hoa phơi phới, tình yêu của các cặp đôi ngày càng thăng hoa. Hai bạn có sự thấu hiểu, đồng cảm, tôn trọng lẫn nhau nên mối quan hệ rất khăng khít. Dù cũng có đôi khi xảy ra những cãi vã, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi đối với bất kỳ cặp đôi nào. Quan trọng là cách hai bạn cùng nhau giải quyết xung đột ra sao. Thực tế cho thấy, dù là bản mệnh hay nửa kia đều sẵn sàng hạ cái tôi để giữ gìn hạnh phúc, chuyện lớn hóa thành chuyện nhỏ. Người độc thân có thể gặp một số may mắn lãng mạn mới, có cơ hội gặp được người mình thích. Bạn cần duy trì sự kiên nhẫn và tâm hồn cởi mở, tham gia vào nhiều hoạt động xã giao để mở rộng các mối quan hệ của mình. Sức thu hút tự nhiên từ bạn là điều làm nên sự khác biệt của bạn, nên hãy tự tin về bản thân mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng 9 âm lịch, những chú mèo duy trì được thể trạng ổn định, tinh thần thoải mái nên ít ốm đau bệnh tật. Nhưng cần lưu ý rằng có thể xuất hiện một số
căn bệnh nhẹ do thời tiết thay đổi và đau nhức trong tháng này. Bạn nên chú ý đến các tín hiệu mà cơ thể phát ra và duy trì thói quen làm việc, nghỉ ngơi khoa học và ăn uống tốt. Ngoài ra, chú ý vì có thể gặp tai nạn sự cố bất ngờ, cần đi đứng thận trọng. Do áp lực công việc cao nên thực hiện một số bài tập và hoạt động thư giãn phù hợp để giảm bớt căng thẳng. Tham gia nhiều hoạt động ngoài trời hơn và duy trì tốt giao tiếp với người thân, bạn bè sẽ giúp bạn cải thiện sức khỏe tinh thần, làm tăng hạnh phúc của bạn. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi Mão vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Tân Mão mệnh mộc, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, sự nghiệp tăng trưởng rõ rệt, làm việc chăm chỉ và tiến bộ. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh da trời. 2. Tuổi Quý Mão, sinh năm 1963, mệnh kim, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, giành được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn màu xám, màu xanh lá cây. 3. Tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, mệnh thủy, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết, tài lộc có những thay đổi tích cực hơn so với thời gian trước đó. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu xanh dương, màu vàng. 4. Tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, mệnh hỏa, nam sao Thổ Tú, nữ sao Phần Hưởng, khẩu quyết, nhân duyên chuyển biến tốt đẹp, đào hoa phơi phới. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu xanh nước biển, màu tím. 5. Tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999, mệnh thổ, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, thể trạng ổn định, tinh thần thoải mái nên ít ốm đau bệnh tật. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Dần, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu nâu, màu xanh lá cây. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Thìn, sóng gió bùa vây, bất lợi nhiều hơn các lành. Tử vi tháng 9 âm lịch dự báo về những sóng gió trong gai mà những chủ gông sẽ phải đối mặt trong tháng này. Hung vận lẫn ác các vận, bất lợi nhiều hơn các tinh. Công việc tăng cả về khối lượng lẫn thử thách. Bản mệnh phải chịu áp lực lớn từ phía cấp trên lẫn đồng nghiệp. Điềm báo cho thấy dễ xảy ra mâu thuẫn lục đục nội bộ khiến bản thân khó tập trung làm việc. Dù thế nào đi nữa thì con giáp này cũng nên xem xét vấn đề thật thận trọng để sau này không phải hối tiếc điều gì. Trong tháng này, bản mệnh ít gặp may về chuyện tiền bạc, buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc ban đầu thuận lợi thì ngay lập tức có trở ngại nhất định, vận khí giảm sút nên không có lợi cho việc làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý. Về các mối quan hệ, khúc mắc xảy ra thường xuyên đe dọa hạnh phúc của bạn, tình cảm có nhiều biến động, rất có thể bạn sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng ảnh hưởng tới hạnh phúc cả đời. Con người độc thân có cơ hội nhưng vẫn dễ bỏ lỡ do duyên mỏng manh. Trong tháng, quá nhiều việc phải lo lắng và suy nghĩ nên cơ thể của người tuổi Thìn rất dễ bị suy nhược mệt mỏi, do đó cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra cũng nên đề phòng các bệnh cũ tái phát, hạn chế đến những nơi vắng vẻ, hoang vu, ăn uống thanh đạm và đa dạng các loại thực phẩm. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Thìn luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Do chịu ảnh hưởng từ sùng thái tuế và nguyệt lệnh lâm si, nên tháng 9 âm lịch dự báo đây không phải là một tháng dễ thở với con giáp này. Hàng loạt những tác động tiêu cực từ vận tháng buộc người tuổi này phải có những điều chỉnh tính toán lại nếu không muốn những khó khăn lại chồng chất khó khăn. Công việc là phương diện ảnh hưởng lớn nhất, mọi việc trong tháng đều ở mức dậm chân tại chỗ, khối lượng công việc không ít nhưng tính thách thức
cũng không nhỏ, bản mệnh phải chịu áp lực lớn từ phía cấp trên lẫn đồng nghiệp. Bạn cũng cần chú ý tới thái độ làm việc của mình để tránh gặp phải những tranh chấp không đáng có ở công ty. Điềm báo cho thấy dễ xảy ra mâu thuẫn lục đục nội bộ khiến bản mệnh khó tập trung làm việc. Dù thế nào đi nữa thì bạn cũng nên tập trung xem xét lại vấn đề thật thận trọng để sau này không phải hối tiếc điều gì. Tinh thần làm việc khá quể quại, đôi khi bạn còn có tâm lý e ngại và sợ khi phải đương đầu với những thử thách trong công việc. Khi gặp phải khó khăn, rắc rối, con giáp này không chủ động giải quyết mà dường như có suy nghĩ chờ đợi người khác đến giúp mình. Một số cơ hội đến nhưng bạn không sẵn sàng nắm lấy nó để phục mất một cách đáng tiếc. Tháng này bận rộn, những người sinh năm Thìn cần chú ý ổn định cảm xúc. Bạn nên cố gắng duy trì thái độ ổn định và tích cực dù phải đối mặt với những thách thức áp lực nghề nghiệp. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng này, người tuổi Thìn ít gặp may mắn trên con đường tài vận, chi vượt mức thu. Nguy cơ rất lớn rơi vào cảnh vay mượn nợ nần chồng chất. Do sự nghiệp gặp khó khăn nên thu nhập của người tuổi Thìn cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí có những khoản thu nhập bình thường có thể bị giảm. Chẳng những như vậy, việc buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc ban đầu thuận lợi thì ngay lập tức có trở ngại nhất định, vận khí giảm sút nên không có lợi cho việc làm ăn lớn, dễ gặp vấn đề về giấy tờ pháp lý. Hãy suy nghĩ rằng làm ăn càng lớn càng rủi ro, nên đi từng bước thật chậm mà vững vàng. Vì vậy, người tuổi Thìn nên cẩn thận quản lý túi tiền chặt chẽ, tích lũy trên hết nên đề phòng tình huống những bất ngờ xảy ra. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Về vấn đề tình cảm, cục diện tử vi tương xung gây nhiều khúc mắc đe dọa hạnh phúc của con giáp này. Tình cảm có nhiều biến động, tháng này rất có thể bạn sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng ảnh hưởng tới hạnh phúc cả đời, có thể là quyết định chia tay hay từ chối mối quan hệ yêu đương để trở lại với cuộc sống độc thân hoặc nhận lời tỏ tình của người nào đó. Người độc thân có cơ hội nhưng vẫn dễ bỏ lỡ do duyên mỏng manh đến rồi đi. Dù bạn cũng có sự chủ động và hòa đồng hơn trong mối quan hệ khác giới, nhưng vẫn chưa đủ để một số mối quan hệ trở nên chính thức. Với các cặp đôi, hai bạn dường như đang đi vào bể tắc. Dù là tình yêu đôi lứa hay vợ chồng, đều dễ nảy sinh mâu thuẫn, xung đột, không ai chịu nhường nhịn. Nguyên nhân cũng bởi cả hai luôn đề cao cái tôi của mình. Có thể căng thẳng càng bị đè nén lên cao trào. Khi ấy có người thứ ba xuất hiện, giữa hai bạn cần phải có sự tin tưởng, thấu hiểu cho nhau thì mới duy trì được mối quan hệ này. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Trong tháng, quá nhiều việc phải lo nghĩ nên cơ thể của con giáp người tuổi Thìn rất dễ suy nhược, mệt mỏi, do đó cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Những ai có tiền sử bệnh hay đang sẵn đau ốm thì càng phải cẩn thận. Sức khỏe giảm sút nên bạn thường xuyên cảm thấy quệ quại, ăn uống không ngon miệng. Nguyên nhân một phần do vận khí thay đổi. Thói quen suy nghĩ tiêu cực khiến bạn trở nên mệt mỏi, chán nản như vậy. Ngoài ra, cũng nên đề phòng bệnh cũ tái phát, hạn chế đến những nơi vắng vẻ, hoang vu, ăn uống thanh đạm và đa dạng các loại thực phẩm. Điều quan trọng là phải phát huy tập thể dục thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ để ngăn ngừa các vấn đề về thể chất ảnh hưởng xấu tới cuộc sống và công việc của bạn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thìn vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, khó khăn chồng chất, cần phải có những điều chỉnh tính toán lại. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Tý, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, nam sao là hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết, khối lượng công việc không ít, tỉnh thách thức cũng không nhỏ. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Hợi, màu sắc may mắn màu đen, màu tím. 3. Tuổi Bính Thìn mệnh thổ, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết,
có điềm báo hao tổn tiền của, chi vượt mức thu, rơi vào cảnh vay mượn. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tý, màu sắc may mắn màu hồng, màu vàng. 4. Tuổi Mậu Thìn, mệnh mộc, nam sao là hầu, nữ sao kế đô, khẩu quyết, tình cảm có nhiều biến động, mỗi quan hệ rơi vào bể tắc. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 5. Tuổi Canh Thìn, mệnh kim, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, dễ suy nhược, mệt mỏi, cần chú ý nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng đủ đầy. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu đen. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tỵ chưa có nhiều đột phá, trở nên lãng phí thời gian. Tử vi tháng 9 âm lịch của con giáp người tuổi Tỵ cho biết, vận khí của những chú rắn không có nhiều sự đột phá, việc phải làm là vẫn còn rất nhiều, khuyên con giáp này trở nên chủ quan hay lãng phí thời gian cho những việc không chính đáng ở thời điểm hiện tại. Tháng này, công việc của những chú rắn vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng chỉ cần kiên trì và quyết tâm chăm chỉ cố gắng thì sau cùng mọi việc vẫn sẽ diễn ra đúng như mong muốn của bạn. Con giáp này có thể gặp một số trở ngại hoặc áp lực trong công việc, nhưng đừng để những khó khăn này ảnh hưởng tới tâm trạng và động lực. Bước sang tháng 9, vận may tài lộc của người tuổi Tỵ được cải thiện. Có thể thấy đây là điểm sáng rõ rệt nhất của bạn trong tháng này. Nhờ có tài tình chiếu mệnh, bạn có thể có thêm một số cơ hội tăng thêm thu nhập, có thể là thu nhập phụ hoặc cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, đừng kỳ vọng quá cao. Cũng đừng tham lam trong việc tích lũy của cải. Chuyện tình cảm trong tháng dần được ổn định. Tuy nhiên, đôi khi bản mệnh phải đau đầu vì vấn đề cảm xúc thất thường, tư tưởng lên xuống liên tục. Người độc thân có thể có một số cơ hội hoặc gặp được người mà mình thích, nhưng bạn vẫn cần phải giữ thái độ cởi mở, đừng vội mềm lòng và hãy từ từ quan sát xem người kia có đối xử chân thành với mình hay không. Về phương diện sức khỏe, những chú rắn cũng cần phải chú ý tới tình trạng thể chất của mình. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng gia tăng, hãy chú ý nghỉ ngơi, thư giãn, đồng thời duy trì thói quen làm việc, nghỉ ngơi một cách khoa học. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tỵ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng 9 âm lịch sẽ là một tháng mà công việc của người tuổi Tỵ vẫn chưa thể thảnh thơi hay nhàn tản. Bạn có thể gặp một số trở ngại hoặc áp lực trong công việc, nhưng đừng để những khó khăn này ảnh hưởng tới tâm trạng, động lực của bạn. Khó khăn còn tồn tại, bạn cũng phải bỏ nhiều công sức, nỗ lực, nhưng chỉ cần kiên trì và quyết tâm, chăm chỉ cố gắng thì sau cùng mọi việc vẫn sẽ diễn ra đúng như mong muốn của bạn. Nhiều vấn đề dang dở, nhiều hạng mục còn tồn đọng, bạn cần sắp xếp thời gian giải quyết dứt khoát. Có như vậy mới không ảnh hưởng tới sự thăng tiến và quá trình chứng minh năng lực của mình. Đừng để thói quen trì hoãn, gia hạn của mình làm ảnh hưởng tới những kế hoạch lớn. Thời gian này bạn khá song xảo nên dễ đưa ra những quyết định táo bạo có lợi cho con đường sự nghiệp sau này. Bản mệnh hầu như không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng bận rộn, chạy đôn chạy đảo để lo cho công việc. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc bạn được mạo hiểm hay nóng vội. Một niềm an ủi không nhỏ cho người tuổi Tỵ là trong tháng có các tinh thiên phù trợ mệnh, là dấu hiệu chứng tỏ công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Vì thế, dù gặp phải những khó khăn, bạn cũng trở nên vội vã đầu hàng. Nếu cố gắng không ngừng, thì đến khoảng cuối tháng bạn có thể giải quyết được gọn gàng nhiều khó khăn, cản trở đầu tháng, thậm chí có cách biến thách thức thành cơ hội được thăng quan tiến chức khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Nhìn chung, vận khí của con giáp này vẫn chưa có nhiều đột phá quá mức mạnh mẽ.
Việc phải làm vẫn còn rất nhiều, khuyên con giáp này trở nên chủ quan hay lãng phí thời gian cho những việc không chính đáng ở thời điểm này. Hãy tin vào khả năng bản thân, duy trì thái độ tích cực và làm việc chăm chỉ để giải quyết vấn đề, bạn sẽ thoát khỏi rắc rối và đạt được thành công. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Giáp Tuất, vận may tài lộc của người tuổi Tỵ được dự báo có sự cải thiện nhờ thực thần độ mệnh. Có thể thấy đây là điểm sáng rõ rệt nhất của bạn trong tháng. Nhờ được tài tinh cào chiếu, bạn có thể có thêm một số cơ hội tăng thêm thu nhập, nhất là vào thời điểm cuối tháng, có thể là thu nhập phụ hoặc cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, đừng kỳ vọng cao, cũng đừng tham lam trong việc tích lũy của cải. Còn người làm công ăn lương, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn từ công việc hiện tại của bạn. Vì vậy, không nên ôm đồm quá nhiều công việc cùng một lúc, cần tập trung làm thật tốt nhiệm vụ hiện tại để xin lời ngay từ đó nếu không muốn tự tạo áp lực khó khăn cho chính bản thân mình. Với người đầu tư, việc kinh doanh bắt đầu thu lợi nhuận, bản mệnh hiểu rõ lợi thế của mình, không ngừng cải tiến sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. Có những hạng mục tưởng như không có hy vọng thì nay đã hồi sinh. Nhưng hãy nên nhớ rằng, việc gì cũng cần phải có quá trình, bạn chớ nên vội vàng, đốt cháy giai đoạn. Ngoài ra, con giáp này không nên tiêu xài hoang phí mà tìm cách gia tăng thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tháng mới cho thấy chuyện tình cảm trong tháng này của người tuổi Tỵ dần được ổn định. Tuy nhiên, đôi khi bản mệnh phải đau đầu vì những vấn đề cảm xúc thất thường, tư tưởng lên xuống liên tục. Người độc thân có thể có một số cơ hội gặp được người mà mình thích, nhưng bạn vẫn cần phải giữ thái độ cởi mở, đừng vội mềm lòng và hãy từ từ quan sát xem người kia có đối xử chân thành với mình hay không. Một số bạn sẽ được bạn bè, người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng thì cần nhanh tay chớp lấy cơ hội. Những chủ đẵn có thể kéo gần khoảng cách với đối phương bằng cách nhắn tin trò chuyện nhưng với một mức độ vừa phải, không khiến người mới quen cảm thấy vô vập, phiền phức. Con giáp này đã kết hôn, có thể cảm nhận được sự ổn định và hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân của mình và dành thêm thời gian quý giá cho bạn đời. Gia đạo không những là bến đỗ an toàn mà còn là động lực thúc đẩy bạn vượt lên phía trước. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe do có nguyệt lệnh làm đất bệnh nhắc nhở con giáp người tuổi Tỵ cần đặc biệt chú ý tới thể trạng thể chất của bản thân. Có người nghĩ rằng mình khỏe nhưng chẳng qua là chỉ vì chưa chú ý nên không biết những vấn đề bản thân của mình gặp phải là gì mà thôi. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng gia tăng. Hãy chú ý nghỉ ngơi, thư giãn, đồng thời duy trì thói quen làm việc, nghỉ ngơi khoa học. Đồng thời, cũng nên luyện tập thể dục, thể thao nhiều hơn để có thể lực cường tráng và không bị khuất phục trước bất kỳ khó khăn nào. Cảm năng vượng vận cho từng tuổi Tỵ vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Quý Tỵ mệnh Thủy. Nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức khẩu quyết, nhiều vấn đề gian dở, nhiều hạng mục công việc còn tồn động. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu xám, màu đen. 2. Tuổi Ất Tỵ mệnh Hỏa, nam sao Vân Hận, nữ sao La Hầu khẩu quyết, khoảng cuối tháng sẽ có những biến chuyển thách thức thành cơ hội. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu hồng, màu tím. 3. Tuổi Đinh Tỵ mệnh Thổ, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu khẩu quyết, có thêm một số cơ hội tăng thêm thu nhập vào cuối tháng. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Thân, màu sắc may mắn màu trắng, màu nâu. 4. Tuổi Kỷ Tỵ mệnh Mộc, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu khẩu quyết, đau đầu vì vấn đề cảm xúc thất thường, tư tưởng lên xuống. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Dần, tuổi Hợi, màu sắc may mắn màu đỏ, màu cam. 5. Tuổi Tân Tỵ mệnh Kim, nam sao Phần Hưởng, nữ sao La Hầu khẩu quyết, cần đặc biệt chú ý tới tình trạng thể chất của mình. Quý nhân phù trợ tuổi Thân, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu vàng, màu trắng.
Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Ngọ, vận khí đang lên, khả năng thành công cao. Tháng 9 âm lịch mang tới điềm báo hành thông về phương diện sự nghiệp của con giáp này. Vận khí đang lên, nhưng lúc này những chú ngựa hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định từ trước đó vì khả năng thành công là rất cao. Đây sẽ là một tháng vui vẻ cho công việc phía trước của những chú ngựa. Bạn sẽ được khuyến khích tự tin hơn với các hành động và kế hoạch hiện tại. Các cơ hội tốt đẹp có thể xuất hiện. Bạn hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình. Bạn tràn đầy cảm hứng trong công việc và có thể dễ dàng đương đầu với nhiều thách thức khác nhau. Về phương diện tài chính của người tuổi Ngọ cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Có thể mạnh dạn đầu tư một cách đa dạng. Trong quá trình đầu tư, bạn cũng phải duy trì một cách lý trí và đừng để bị đánh lừa bởi những lợi ích trước mắt. Hãy chú ý tới việc lập kế hoạch tài chính, kiểm soát rủi ro để đạt được sự tăng trưởng tài chính bền vững và ổn định, tránh lãng phí không cần thiết. Trong chuyện tình cảm, khi bước sang tháng Giáp Tuất đem tới những nhân viên khá vượng giúp cho người tuổi Ngọ có nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc. Bạn có mối quan hệ ổn định với nửa kia khi cả hai luôn thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau. Còn người độc thân cần phải chú ý và chủ động hơn để không bỏ lỡ nhân duyên của mình. Tháng này sức khỏe của người tuổi Ngọ không có gì phải lo lắng, nhưng cần phải tránh tiếp xúc với những vật sắc nhọn để tránh bị thương. Việc duy trì thói quen sinh hoạt và ngủ đầy đủ cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Ngọ luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng mới, công việc của người tuổi Ngọ với nhiều khởi sắc, cục diện tam hợp báo hiệu bản mệnh sẽ gặp phải nhiều cơ may trong những lĩnh vực mới mẻ, hứa hẹn sẽ có nhiều điều vô cùng hấp dẫn. Đây là lúc mà con giáp này làm mới mình, tìm ra đam mê và làm những công việc thật sự phù hợp với mình. Bởi vận khí đang lên, nếu không nhân lúc này để tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định từ trước đó thì rất dễ bỏ lỡ thành công. Những tín hiệu tích cực khuyến khích bản mệnh tự tin hơn với các hành động và kế hoạch hiện tại. Các cơ hội tốt đẹp có thể xuất hiện, bạn hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng của mình. Bạn sẽ tràn đầy cảm hứng trong công việc và có thể dễ dàng đương đầu với nhiều thách thức khác nhau. Đôi khi vẫn còn một số vài khó khăn nhất định, nhưng nó không đáng kể. Bản mệnh có thể có đủ tài trí để xử lý mọi vấn đề đang tồn tại. Vì vậy, bạn không nên kiêu ngạo xem thường người khác vì bạn vẫn cần tới sự hỗ trợ giúp đỡ của rất nhiều người. Môi trường làm việc của người tuổi Ngọ trong tháng cũng khá thoải mái, tạo điều kiện cho bạn phát triển sự nghiệp và chuyên môn bản thân. Con giáp này chắc chắn sẽ tạo ra những kết quả rực rỡ, nhưng bạn cần phải cảnh giác với việc ai đó gieo rắc mối bất hòa. Tuy nhiên, điều mà bạn cần chú ý trong tháng này là mặc dù công việc không mấy bận rộn, thì cũng đừng làm những việc không liên quan tới công việc tại công ty, kẻo để lại ấn tượng xấu với cấp trên và tạo điều kiện cho tiểu nhân soi mói thị phi. 2. Luận về phương diện tài chính. Xét về phương diện tài lộc, báo hiệu người tuổi Ngọ sẽ được cải thiện đáng kể và bạn có thể mạnh dạn đầu tư trong tháng Giáp Tuất này. Trong đó, nguồn thu nhập chính chủ yếu tới từ việc tăng lương, tăng thưởng. Đây có lẽ là thành quả mà bạn xứng đáng nhận được sau những tháng ngày làm việc cật lực và hết mình. Đối với người làm công ăn lương nên tranh thủ gia tăng thu nhập, có thể kiếm việc làm thêm. Tuy cũng vất vả nhưng lại cải thiện được thu nhập và thỏa mãn đam mê của mình. Tài chính được cải thiện, những chủ ngựa có thể dành một khoản để mua sắm những thứ mà mình thích, còn phần còn lại để tiết kiệm phòng sau này khi cần để dùng tới. Trong quá trình đầu tư, bạn cũng phải duy trì lý trí và đừng để bị đánh lừa bởi những lợi ích trước mắt. Hãy chú ý tới việc lập kế hoạch tài chính, kiểm soát rủi ro để đạt được sự tăng trưởng tài chính một cách bền vững nhất. Đặc biệt, phải đưa ra sự lựa chọn kinh doanh, bạn phải giữ thái độ bình tĩnh, khách quan để có thể đưa ra được những chiến lược đầu tư sản xuất.
Con giáp này nên chú ý sắp xếp thời gian hợp lý để tránh khó lường công việc quá lớn có thể ảnh hưởng tới chất lượng và cuộc sống hàng ngày. Nhìn chung, cơ hội đầu tư rất nhiều nhưng phải lựa chọn hạng mục phù hợp, đừng vội vàng quyết định khi chưa hiểu rõ về nó. 3. Luận về phương diện tình cảm, gia đạo. Tháng này, nhờ có tam hợp chống lưng, nhân duyên của người tuổi ngọ nở rộ. Bản mệnh liên tục được gặp gỡ, trò chuyện và mở rộng mối quan hệ của mình là trong công việc hay trong chuyện tình cảm cá nhân. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội giao lưu tiếp xúc với người khác giới, kể cả là người mà bạn có tình cảm. Đối phương cũng bật đèn xanh chờ sẵn, chỉ chờ người tuổi này nhận ra mà thôi. Khi tới những nơi có nhiều người khác giới, bạn sẽ trở thành tâm điểm để chú ý và rất có thể sẽ lọt vào mắt xanh của một số người nào đó. Bạn cần phải chủ động hơn mới không bỏ lỡ nhân duyên của mình. Với những ai đã có đôi có cặp thì đây là thời điểm vô cùng ý nghĩa của cả hai bạn. Bạn có mối quan hệ ổn định với nửa kia khi cả hai luôn thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau. Trải qua những cung bậc cảm xúc yêu đương say đắm, đã đến lúc cả hai có thể tiến tới chuyện tăng thêm bước nữa cho mối quan hệ của mình. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng này sức khỏe của người tuổi ngọ không có gì phải lo lắng, nhưng cần tránh tiếp xúc với những vật sắc nhọn để tránh bị thương. Thể chất luôn ở trạng thái sung mãn, không có điều gì có thể làm khó hay ngăn cản bước chân của bạn tiến về phía trước, giành lấy mục tiêu đời mình. Dù vậy, việc duy trì thói quen sinh hoạt và ngủ đủ đầy cũng rất quan trọng đối với sức khỏe của bạn. Cần phải duy trì giấc ngủ đầy đủ và lịch trình đều đặn để tránh việc làm quá sức căng thẳng. Đồng thời, một số chế độ ăn uống hợp lý và tập luyện phù hợp cũng có thể giúp nâng cao thể lực và khả năng miễn dịch cho bạn. Cảm ơn phượng vận cho từng tuổi ngọ vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi giáp ngọ mệnh kim, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, cầu huyết, gặp được nhiều cơ may trong những lĩnh vực công việc mới mẻ. Quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mão, tiểu nhân, tuổi tỵ, tuổi thìn. Màu sắc may mắn, màu be, màu đỏ. 2. Tuổi bính ngọ mệnh thủy, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết, đôi khi vẫn còn một vài khó khăn nhất định nhưng không đáng kể. Quý nhân phù trợ tuổi dậu, tuổi thìn, tiểu nhân, tuổi hợi, tuổi dần, màu sắc may mắn, màu hồng, màu xanh lá. 3. Tuổi mậu ngọ mệnh hỏa, nam sao thổ tủ, nữ sao phân hưởng, khẩu quyết, tài vận được cải thiện đáng kể và có thể mạnh dạn đầu tư đa dạng. Quý nhân phù trợ tuổi dần, tuổi sửu, tiểu nhân, tuổi mão, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu tím, màu đỏ. 4. Tuổi canh ngọ mệnh thổ, nam sao thái dương, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, nhân duyên phượng liên tục được gặp gỡ, trò chuyện và mở rộng mối quan hệ. Quý nhân phù trợ tuổi dậu, tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi thìn, tuổi dần, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 5. Tuổi nhâm ngọ mệnh mộc, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết, cần tránh tiếp xúc với những vật sắc nhọn để tránh bị thương. Quý nhân phù trợ tuổi tuất, tuổi dậu, tiểu nhân, tuổi dần, tuổi hợi, màu sắc may mắn, màu cam, màu nâu. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Mùi, nhiều sóng gió chờ sẵn, trở nên mạo hiểm. Tháng 9 âm lịch cảnh báo rằng do ảnh hưởng của cục diện tương phá, vận trình của những chú dê được dự báo có nhiều bất lợi, sóng gió đang chờ sẵn. Đây là một tháng thích hợp để ổn định bản thân và tích lũy sức lực. Bạn không nên thực hiện những thay đổi lớn hoặc những bước đi mạo hiểm. Trong công việc và cả trong cuộc sống, hãy giữ thái độ thận trọng, tỉ mỉ và làm việc chăm chỉ để tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp phát triển trong tương lai. Thách thức chắc chắn không thể thiếu khi đưa ra quyết định, bạn cũng cần có sự tính toán kỹ càng và đừng quên mục tiêu kế hoạch ban đầu của mình. Tài lộc trong tháng khá bấp bênh, làm nhiều hưởng ít. Nếu thời gian của bản mệnh còn lười biếng thì gần như nguy cơ thua lỗ còn cao hơn. Tháng này, việc đầu tư cũng chỉ để tiến hành ở quy mô nhỏ, vừa phải, cẩn thận từng đường đi nước bước nếu không sẽ thất bại.
Phương diện tình cảm không lý tưởng, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, không khí gia đình căng thẳng, người tuổi Mùi độc thân an phận, thỏa mãn các mối quan hệ hiện tại, tạm gác chuyện yêu đương qua một bên. Về phương diện sức khỏe, những chủ dê cần đặc biệt chú ý tới tình trạng thể chất của mình. Do áp lực công việc và cuộc sống căng thẳng nên một số tình trạng khó chịu sẽ thường xuyên xảy ra. Cần sắp xếp thời gian làm việc nghỉ ngơi hợp lý, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tiến hành khám sức khỏe định kỳ. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Mùi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng này, sự xuất hiện của cục diện tương phá làm đảo lộn không ít kế hoạch đã vạch sẵn của những chủ dê. Nhiều vấn đề rắc rối ập tới, bạn cần có sự chuẩn bị tâm lý. Vận trình công việc nhiều biến động thăng trầm bất ổn, các dự án của bản mệnh vì thế mà gặp nhiều trở lực. Bạn được khuyên hãy giữ thái độ thận trọng, tỉ mỉ và làm việc chăm chỉ để tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp trong tương lai. Áp lực tử phía, thách thức chắc chắn không thể thiếu, sự cạnh tranh trong tháng cũng tăng mạnh. Con giáp này không chỉ phải đề phòng kẻ tiểu nhân đố kỵ mà còn phải dè chừng nội bộ lục đục. Mọi thứ như đang chống lại bạn, ngày càng bể tắc. Lại thêm nguyệt lệnh lầm đất mộ cho thấy sự trì trệ, chậm chạp và né tránh. Có thể những căng thẳng trước mắt khiến cho người tuổi Mùi cảm thấy mệt mỏi, khó duy trì được quyết định lâu dài nên sinh ra tâm lý trốn tránh lúc nào không hay. Tuy nhiên, bạn càng thiếu sự chủ động, càng né tránh thì rắc rối càng gia tăng, càng những lúc áp lực, khi buồn bực hay cảm thấy chán nản, bản mệnh càng phải kiên cường hơn nữa. Bởi không phải người khác mà chính bản thân bạn mới có thể quyết định vận mệnh của chính mình. Bạn cũng có thể nhìn sự việc theo các cấp độ hay khía cạnh khác nhau, thay đổi một chút tâm thái hiện tại. Chắc chắn người thông minh như bạn sẽ sớm tìm ra giải pháp khắc phục khó khăn và giành lại thế chủ động trong mọi chuyện. Khi đưa ra bất cứ quyết định nào, bạn cũng cần có sự tính toán kỹ càng và đừng quên mục tiêu kế hoạch ban đầu của mình. Còn giáp này cũng cần nỗ lực chăm chỉ hơn, tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và học hỏi, đồng thời thiết lập các mối quan hệ cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm tốt để tìm thêm sự trợ giúp hữu ích khi cần. Nhìn chung, do vận khí bất ổn nên đây là một tháng thích hợp để những chủ dê ổn định bản thân và tích lũy sức lực. Bạn không thể thực hiện những thay đổi lớn hoặc những bước đi mạo hiểm trong tháng 9 âm lịch này. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng Giáp Tuất, vận trình tài vận của người tuổi Mùi được bộc lộ sự thụt lùi kém sắc. Các kế hoạch kiếm tiền, làm giàu thường vấp phải những sự cố hoặc thất bại phút chót, khiến cho con giáp này khá chán trường, có tâm lý muốn bỏ cuộc. Nếu như tương phá báo hiệu tiềm bảo có cạnh tranh ngầm, đấu đá chiếm đoạt lợi ích tiểu nhân đâm lén sau lưng, thì nguyệt lệnh lâm đất mộ lại ám trị con đường tài lộc của con giáp này có nhiều thăng trầm, lúc được cũng nhiều mà khi mất cũng không hề ít. Thời điểm này bạn có thể làm nhiều mà hưởng ít, nếu còn lười biếng thì gần như nguy cơ thua lỗ còn cao hơn. Làm gì cũng phải biết sức tỉnh táo và cẩn thận, không nên tin người thái quá kẻo rước họa vào thân. Tháng này, việc đầu tư cũng chỉ nên tiến hành ở quy mô nhỏ vừa phải, cẩn thận từng đường đi nước bước sẽ không thừa. Những trò đỏ đen cả cược phải tuyệt đối tránh xa để không vướng vào những tổn thất không thể khắc phục được. Việc quản lý tiền bạc cần phải thực hiện nghiêm túc và kịp thời để giữ được tiền trong túi. Nếu người tuổi Mùi có các khoản tiền nhàn rỗi thì cũng không nên đầu tư liều vào những hạng mục nào đó mà mình chưa rõ hoặc chỉ nghe theo lời dụ dỗ của người khác. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tháng chỉnh âm lịch dù có thái âm nhập mệnh nhưng ảnh hưởng của tương phá quá lớn nên chuyện tình cảm của những chú dê khá bấp bênh, nhiều nỗi buồn, thậm chí cả nguy cơ đổ vỡ. Với các cặp vợ chồng, tình cảm lạnh nhạt, nguyên nhân cũng bởi bản mệnh có xu hướng hành động thiên về công việc mà lơ chuyện tình cảm.
Công việc quan trọng nhưng gia đình cũng không thể bỏ bê. Chính vì chưa thể cân nhắc được giữa hai vấn đề nên người tuổi Mùi và bạn đời thường xảy ra tranh cãi. Nếu để tình trạng này kéo dài thì không khí gia đạo căng thẳng còn ảnh hưởng tới con cái. Bạn nên chủ động chấm dứt tình trạng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt như hiện tại. Người tuổi Mùi độc thân, an phận, thỏa mãn các mối quan hệ hiện tại, tạm gác chuyện yêu đương qua một bên, nhưng thực tế thâm tâm bạn vẫn mong muốn có được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Dù rằng các mối quan hệ của bạn cũng không đến nỗi tệ, nhưng để tìm được người tâm đầu ý hợp và có thể tiến tới hôn nhân thật chẳng dễ dàng gì. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi Mùi trong tháng này cũng có những vấn đề cần phải đặc biệt lưu tâm. Do áp lực tinh thần lớn sẽ gây ảnh hưởng tới thể trạng của bản mệnh, những triệu chứng khó chịu xảy ra thường xuyên hơn. Hơn nữa, tình trạng chán nản, sa sút tinh thần kéo dài có thể gây nên chứng trầm cảm. Bạn nên chia sẻ và tâm sự với những người thân, bạn bè để có thể tìm được sự hỗ trợ kịp thời. Con giáp này cần sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, duy trì thói quen sinh hoạt điều độ, tiến hành khám sức khỏe định kỳ. Thông qua những biểu hiện này, người tuổi Mùi có thể giải quyết những rắc rối bên trong, cải thiện tâm trạng, cải thiện thể chất và khả năng miễn dịch, đồng thời đương đầu tốt với những thử thách trong công việc và cuộc sống. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Ất Mùi, mệnh Kim, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Những vấn đề rắc rối ập tới, cần có sự chuẩn bị tâm lý. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu vàng, màu nâu. 2. Tuổi Đinh Mùi, mệnh Thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Khó duy trì được quyết tâm lâu dài, sinh ra tâm lý trốn tránh. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh. 3. Tuổi Kỷ Mùi, mệnh Hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Con đường tài lộc nhiều thăng trầm, được nhiều mà mất cũng không hề ít. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu cam, màu xám. 4. Tuổi Tân Mùi, mệnh Thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Chuyện tình cảm khá bấp bênh, nhiều nỗi buồn lo. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu vàng, màu cà phê. 5. Tuổi Quý Mùi, mệnh Mộc, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Áp lực tinh thần lớn nên sẽ gây ảnh hưởng tới thể trạng. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu đen, màu xanh. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Thân. Nhiều cơ hội mới nhưng chưa được chủ quan. Tháng 9 âm lịch cho biết đây là một tháng mang lại nhiều cơ hội lẫn may mắn đối với những chú khỉ nếu bạn cũng đang có sẵn những dự định quan trọng cho giai đoạn cuối năm nay. Tháng 9 âm lịch là một tháng mang lại nhiều cơ hội lẫn may mắn cho bạn. Sự nghiệp trong tháng có nhiều điểm sáng, cơ hội và thách thức luôn song hành với nhau. Nhưng nếu vượt qua, bạn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Do đó hãy tận dụng tốt thời cơ này để ghi điểm và có những dấu ấn thật đặc sắc trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn rất lớn. Tài vận trong tháng, dù có khởi sắc nhưng chưa mạnh, nhìn chung bản mệnh vẫn chưa thể thoải mái chi tiêu thoáng tay cho lắm. Dù vậy, dựa vào nỗ lực cá nhân và trí thông minh, người tuổi này có thể gặp được một số cơ hội phát triển tiềm năng và thu được những lợi ích bất ngờ. Tình cảm của người tuổi Thân trong tháng có thể bắt đầu một mối quan hệ mới hoặc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hiện có. Các cặp đôi có thể cảm nhận sự quan tâm và yêu thương của nửa kia dành cho mình. Điều này có thể nâng cao hơn một mối quan hệ của hai bạn. Trong giai đoạn tháng 9 âm lịch, bạn dễ gặp phải những vấn đề liên quan tới sức khỏe khác nhau. Do áp lực công việc cao và tâm trạng thất thường, việc nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý sẽ đặc biệt quan trọng đối với thể chất của bạn.
Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Thân, luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Tháng này, tam hội thải tuế xuất hiện báo hiệu đây là một tháng mang lại nhiều cơ hội và may mắn cho tuổi Thân. Nếu bạn cũng đang có sẵn những dự định quan trọng trong giai đoạn cuối năm nay. Trong quá trình làm việc, người tuổi Thân có thêm sự chủ động và song sáo hơn, không còn thụ động đợi đến khi người khác giao việc cho mới làm, cũng bớt phần do dự hơn trước. Tinh thần này rất đáng để ghi nhận và phát huy. Tài năng và sự sáng tạo của bạn sẽ được phát huy tối đa và họ có cơ hội được giao cho một số nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng. Bạn cần phải học hỏi và nắm bắt cơ hội, chủ động giải quyết vấn đề, thể hiện tài năng và khả năng lãnh đạo của mình. Sự hợp tác, giao tiếp với cấp trên cũng đặc biệt quan trọng. Bạn cần thiết lập các mối quan hệ cá nhân tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, với nguyệt lệnh làm tuyệt, không ít những thách thức cũng song hành cùng với các cơ hội. Nhưng nếu vượt qua được, bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Do đó, hãy tận dụng tốt thời cơ để ghi điểm và có những dấu ấn thật sâu sắc đặc biệt trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, đòi hỏi bạn phải có sự kiên nhẫn rất lớn. Càng về cuối tháng thì áp lực càng tăng lên, đòi hỏi người tuổi Thân cần phải bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm phải sai lầm. Nguyệt lệnh tuyệt tiềm ẩn những sự sa sút bất ngờ. Công việc có thể vốn đang thuận lợi vô cùng, làm gì cũng đạt, nhưng cũng có giai đoạn đụng đầu hỏng đó. Càng cố gắng làm thì càng lại phí công vô ích. Dẫu vận trình lên xuống khó nắm bắt là thế, nhưng bản mệnh vẫn là người có thể quyết định sự thành hay bại của chính mình. Yếu tố vận mệnh chỉ là phụ. Một khi bạn hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ không có khó khăn nào trở ngại nổi bước tiến của bạn. Đồng thời, hãy cảnh giác với những tranh chấp nơi công sở và những chiêu trò của tiểu nhân, giữ vững nguyên tắc độc lập của bản thân, đừng quá dễ dãi. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng này, nhìn tổng thể, có những khởi sắc nhất định hơn so với tháng trước. Tuy nhiên, mức độ biểu hiện chưa mạnh và rõ ràng, vẫn cần phải kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Dù vậy, dựa vào nỗ lực cá nhân và trí thông minh, người tuổi Thân vẫn có thể gặp được một số cơ hội phát triển tiềm năng và thu được những lợi ích bất ngờ. Với người làm công ăn lương, bản mệnh vẫn còn khá áp lực về tài chính, chưa thể chi tiêu thoáng tay. Dù nguồn thu nhập đều đặn, song hàng tháng vẫn phát sinh quá nhiều chi phí bất ngờ, bao gồm cả phí sinh hoạt, chi phí cho con cái, chi phí nhà cửa, thậm chí cho các mối quan hệ. Nên xét về tổng thể thì thu nhập vẫn còn nhiều eo hẹp. Ngược lại, tam hội lại giúp cho người kinh doanh buôn bán có một tháng tất bật. Nhìn chung, doanh thu đạt mức khá, có thể tích lũy được khoản nhỏ để đề phòng những tình huống phát sinh bất ngờ, còn chủ động xử lý. Lưu ý, nguyệt lệnh làm đất tuyệt có thể mang tới những biến động lớn về tiền bạc. Hôm nay, bạn có thể thu về lợi nhuận cao, nhưng chưa chắc ngày mai cũng vậy. Còn giáp này vẫn nên có sự tính toán và cân nhắc cẩn thận. Kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền nuôi cũng sẽ cạn kiệt. Tiêu dùng hợp lý cũng là một trong những yếu tố quan trọng để có được vận may tài chính ổn định. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tam hội cục cho thấy những chú khỉ có thể chọn bắt đầu một mối quan hệ mới hoặc làm sâu sắc thêm mối quan hệ hiện có vào tháng này. Người độc thân có thể gặp được người mà mình thích để có thể bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cân bằng cảm xúc để tránh quá phụ thuộc vào đối phương và duy trì suy nghĩ cũng như sự độc lập của chính mình. Các cặp đôi có thể cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của nửa kia dành cho mình. Điều này có thể nâng cao hơn nữa mối quan hệ của hai bạn. Tuy nhiên, tháng này do có nguyệt lệnh rơi vào cung tuyệt, khiến cho tình cảm của người tuổi Thân có phần cứng nhắc bảo thủ, suy nghĩ bế tắc, không thông suốt.
Điều này cũng sẽ gây ra không ít trở ngại cho chuyện tình cảm đôi lứa. Bạn cũng phải học cách trân trọng và cho đi tình yêu của mình thì mới có thể gặt hái được hạnh phúc. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Trong giai đoạn tháng 9 âm lịch này, người tuổi Thân dễ gặp phải nhiều vấn đề về sức khỏe khác nhau do áp lực công việc cao và tâm trạng thất thường. Đã vậy, nguyệt lệnh làm đất tuyệt, cơ thể bạn dễ xuất hiện các triệu chứng khó chịu như thể trạng đi xuống, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, quể quải, ngủ không sâu giấc, kém ăn, suy nhược thần kinh, ảnh hưởng cả tới công việc lẫn cuộc sống. Do đó, việc nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý sẽ đặc biệt quan trọng đối với thể chất của bạn. Hãy chủ động dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe của mình mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm. Đừng chủ quan bạn nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Thân vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Bính Thân, sinh năm 1956, mệnh hỏa. Nam sao phần hưởng, nữ sao la hầu, khẩu huyết, làm việc có thêm sự chủ động, song sáo hơn, không còn thụ động. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu xanh, màu nâu. 2. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, mệnh thổ. Nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu huyết, có không ít thách thức song hành cùng với các cơ hội. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, mệnh mộc. Nam sao mộc đức, nữ sao thủy diệu, cầu quyết. Tài lộc có khởi sắc nhưng chưa mạnh, vẫn cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu tím, màu trắng. 4. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992, mệnh kim. Nam sao vân hưởng, nữ sao la hầu, khẩu quyết. Người độc thân có thể bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 5. Tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004, mệnh thủy. Nam sao thủy diệu, nữ sao mộc đức, khẩu quyết. Gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau do áp lực công việc. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Dậu. Vận trình hiển lộ bấp bênh, chưa được thảnh thơi. Bước sang tháng mới, người tuổi Dậu khó có được sự thảnh thơi như mong muốn khi mà vận trình hiển lộ bấp bênh, có quá nhiều việc cần phải xử lý mà kết quả chưa chắc đã được như ý nguyện. Điềm báo tử vi cho biết, tháng này người tuổi Dậu dễ bị tiểu nhân quấy phá, gây cản trở trong sự nghiệp. Cạnh tranh ngày càng gay gắt nên về cơ bản áp lực mà bản mệnh phải chịu không hề nhỏ. Nếu đánh mất bình tĩnh vào thời điểm này, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới sự tín nhiệm từ cấp trên. Phương diện tài lộc có dấu hiệu đi xuống, các mối quan hệ xấu đi, nên gặp người giúp thì ít mà kẻ phá hoại thì nhiều. Thời điểm này, bạn càng phải hết sức thận trọng trong các hoạt động đầu tư, tránh kinh doanh mạo hiểm, đừng nhẹ dạ cả tin, kẻo bị dụ dỗ, lôi kéo, làm trò phạm pháp. Vận trình tình cảm càng ngày rõ ràng, phức tạp hơn. Trong tháng này, vợ chồng dễ nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã vì nhiều chuyện. Tình trạng của người độc thân cũng chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng, nhưng chưa ai thật sự khiến bản mệnh rung động. Tháng Giáp Tuất, sức khỏe của người tuổi Dậu có dấu hiệu sa sút do căng thẳng và áp lực kéo dài. Tình trạng này nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Con giáp này nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn.
Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Dậu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Bước sang tháng mới là một tháng khá vất vả đối với những chủ gia do ảnh hưởng từ hại thái tuế. Vận trình nhiều bấp bênh, công việc thêm phần khó khăn. Bạn vẫn chưa có thể được sự thảnh thơi như mong muốn. Công việc trong tháng dễ bị tiểu nhân quấy phá, dù bạn có muốn yên ổn làm việc cũng khó mà thực hiện được. Tháng này, bạn có quá nhiều việc cần phải xử lý mà kết quả chưa chắc đã được như ý nguyện. Vì vậy, việc cạnh tranh trở nên ngày càng gay gắt, nên về cơ bản áp lực mà bản mệnh phải chịu không hề nhỏ. Các mối quan hệ xã hội trở nên căng thẳng, thị phi, mâu thuẫn rình rập. Vì vậy, tháng nay, người tuổi Dậu cần hạn chế tham gia chuyện bao đồng. Có nhiều người biết mặt mà không biết lòng, đến khi nhận ra bộ mặt thật sự của đối phương mới khiến bạn nhận ra không phải ai cũng tốt đẹp như những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Điều này có thể không mấy dễ chịu, nhưng hãy coi đó là một bài học quý giá về lòng người để bạn có thêm kinh nghiệm nhìn người về sau. Ở vào thời điểm này, bạn cần phải cố gắng giữ bình tĩnh mới có thể bình ổn tình hình, tháo gỡ rắc rối. Có thể nếu đánh mất bình tĩnh, bạn sẽ càng dễ mắc sai lầm nghiêm trọng hơn, thậm chí còn làm ảnh hưởng tới sự tín nhiệm từ cấp trên. Dù có thái dương các tinh nhập mệnh, nhưng phải đợi tới gần cuối tháng thì các tinh này mới phát huy sức mạnh giúp bạn hóa hung thành cát, vượt qua hiểm trở. Song từ đầu tháng, bạn vẫn cần phải tập trung và nỗ lực thì mới có cơ hội trở mình vào cuối tháng. Trong các mối quan hệ xã giao, con giáp người tuổi Dậu nên duy trì khoảng cách nhất định, đồng thời đừng tin tưởng ai một cách tuyệt đối, có ngày bị phản lại. 2. Luận về phương diện tài chính. Tài lộc của con giáp này nổi gót sự nghiệp nên khá ảm đạm, không có nhiều hy vọng cho bạn kiếm được khoản tiền lớn ở giai đoạn này. Các hoạt động mạo hiểm càng không nên được khuyến khích. Bản mệnh cần phải rất vất vả để nghĩ ra nhiều cách để cải thiện thu nhập, nhưng tình hình không mấy khả quan. Các mối quan hệ xấu đi nên gặp người giúp thì ít mà kẻ phá hoại thì nhiều. Người làm công ăn lương có thể tạm hài lòng với mức thu nhập hiện tại, nhưng trở nên để tình hình này kéo dài quá lâu. Cũng bởi sức lực có hạn, bạn nên chấp nhận làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, không tham vọng quá nhiều. Khi bạn hiểu rằng thời cơ thay đổi vẫn chưa tới, thì có cỗ máy cũng vô ích. Kinh doanh buôn bán không những không sinh lời mà còn hao hụt đáng kể. Thời điểm này, bạn càng cần phải hết sức thận trọng trong các hoạt động đầu tư, tránh kinh doanh mạo hiểm. Đừng nhẹ dạ cả tin, kẻo bị dụ dỗ, lôi kéo, làm trò phạm pháp. Điềm báo tử vi cho thấy có kẻ đang cố mời chào bạn tham gia những dự án đầu tư bằng cách vẽ vời những khoản lợi nhuận trên trời giữa đất. Con số này nghe thì hấp dẫn, nhưng tính thực tế rất đáng ngờ, bạn nên cân nhắc thận trọng. Tháng 9 âm lịch cần phải quản lý chặt chẽ túi tiền của mình, tích lũy là trên hết để đề phòng những tình huống bất ngờ xảy ra. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Vận trình tình cảm của những chủ gia trong tháng này dự báo ngày càng rõ ràng và phức tạp. Dù trong một mối quan hệ hay không, bạn vẫn phải suy nghĩ và muộn phiền rất nhiều về chuyện tình cảm của mình. Với các cặp đôi, có thể do quá mải mê xử lý các vấn đề liên quan tới công việc nên bạn chẳng còn quan tâm nào tới chuyện tình cảm của mình. Thời gian dành cho nửa kia ngày càng rút ngắn và nếu có cũng rất mải móc hời hợt. Đó là lý do mà cả hai trở nên xa dần, tình cảm phai nhạt. Trong tháng này, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn tranh cãi vì nhiều chuyện. Đời sống hôn nhân có những tín hiệu đáng báo động. Vợ chồng không hòa hợp cả về mặt cảm xúc lẫn sinh lý. Từ đó sinh ra lo lắng, buồn bực, thậm chí là nghi ngờ về sự thủy chung. Hơn thế nữa, con giáp này cần phải cẩn thận có kẻ thứ ba xen ngang phá hoại hạnh phúc. Tương hại cho thấy, một khi để kẻ thứ ba chen chân vào,
Dù lỗi ở phía nào thì bạn cũng khó mà giữ được mối quan hệ của mình. Còn tình trạng của người độc thân chẳng có gì khởi sắc, dù đã dành thời gian hẹn hò, gặp gỡ nhiều đối tượng nhưng chưa ai thật sự khiến bản mệnh rung động. Thực tế là do bạn cảm thấy khó khăn trong việc mở lòng với ai đó. Đôi khi bạn trở nên kiêu căng hơn và dễ bị ảnh hưởng bởi những ý kiến của những người xung quanh nên thiếu đi sự chủ động cần có. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Dậu có phần sa sút trong tháng Giáp Tuất này. Nguyên nhân chủ yếu đến từ căng thẳng và áp lực kéo dài. Có lẽ vì những vấn đề rõ ràng trong công việc, tiền bạc nên còn giáp này phải suy tư khá nhiều, ăn uống không ngon miệng. Tình trạng mất ngủ kéo dài nên cơ thể dễ bị mệt mỏi suy nhược. Dù công việc quan trọng nhưng sức khỏe mới là tiền đề để bạn có thể làm việc được. Tình trạng hiện tại nếu không sớm được giải quyết dứt điểm sẽ rất có hại cho cơ thể của bạn. Còn giáp này nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn. Mà muốn cải thiện tình hình sức khỏe, chắc chắn bạn phải sắp xếp lại cuộc sống của mình cho khoa học hơn, tránh làm việc quá sức. Bên cạnh đó, người tuổi Dậu cần phải duy trì thói quen luyện tập thể thao hàng ngày. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, mệnh Hỏa. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu huyết, vận trình nhiều bấp bênh, công việc thêm phần khó khăn. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu hồng. 2. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, mệnh Thổ. Nam sao Thổ Tủ, nữ sao Phân Hận, khẩu huyết. Cạnh tranh trở nên ngày càng gay gắt, các mối quan hệ căng thẳng. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu hồng, màu vàng. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh Mộc. Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu huyết, vất vả để nghĩ cách cải thiện thu nhập nhưng không mấy khả quan. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tý, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, mệnh Kim. Nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu huyết, phải suy nghĩ và muộn phiền rất nhiều về chuyện tình cảm. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu hồng, màu trắng. 5. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh Thủy. Nam sao Thổ Tủ, nữ sao Phân Hận, khẩu huyết, sức khỏe giảm sút do căng thẳng và áp lực kéo dài. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu đen, màu vàng. Tử vi tháng chính âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tuất, vận khí có lương, có cả hung lẫn cát. Tháng chính âm lịch, vận khí của con giáp người tuổi Tuất được dự báo có nhiều điều khó lường, có hung, có khắc, khó nhìn. Tùy thuộc vào hành động và suy nghĩ của bạn mà vận trình sẽ có những thay đổi trong từng hoàn cảnh nhất định. Về vận thế sự nghiệp, tuy tình hình hiện tại vẫn đang tương đối ổn định, nhưng bạn vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực để nâng cao khả năng đương đầu với những thách thức trong tương lai. Vẫn có những hung tinh rình rập sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của bạn bất cứ khi nào, cơ hội và thách thức cùng song hành. Tài lộc trong tháng tăng giảm không cố định, thị trường nhiều biến động nên không có lợi cho việc đầu tư. Bản mệnh cần phải quản lý chặt túi tiền, tránh bị thất thoát ra ngoài. Đặc biệt là không nên dễ dãi cho vay mượn lung tung, kẻo mất tiền, mất bạc, chứ không có lấy lại. Chuyện tình cảm dù hiện tại không xuất hiện biến cố lớn, vẫn duy trì mức bình ổn nhưng cũng càng có xu hướng phai nhạt, cần phải dành thời gian để hâm nóng tình yêu mới không dẫn tới những điều đáng tiếc. Con người độc thân nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong, chóng tìm được người phù hợp với mình. Sức khỏe của người tuổi Tuất trong tháng Giáp Tuất này khá tốt. Nếu có vấn đề, cũng là do áp lực tinh thần quá mức.
Nếu có thời gian thư giãn cơ thể và tinh thần, mọi thứ sẽ chuyển biến tích cực. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Tuất luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh, sự nghiệp. Cục diện tử vi tháng mới không đem tới nhiều may mắn cho phương diện sự nghiệp của con giáp này. Do đó, nếu bạn đang mong ngóng một sự đột phá thì sẽ rất dễ phải thất vọng. Nguyệt lệnh lâm dưỡng ở Tuất báo hiệu vận khí có sự trưởng lại, công việc vẫn như cũ. Người có thể thay đổi hoàn cảnh phải là chính bạn, chứ không nên trông chờ vào ai khác hay chờ đợi may mắn từ trên trời rơi xuống. Công việc trong tháng ban đầu có thể suôn sẻ, nhưng sau đó sẽ có trở lực bất ngờ. Nguyên nhân chủ quan mà có cả khách quan cũng nhiều. Vì vậy, cần tiến hành mọi việc từng bước một, tránh chuốc lấy thất bại. Một số hạng mục công việc trì trệ, không có tiến triển mới. Bản mệnh cần lập kế hoạch công việc cụ thể, việc nào cần ưu tiên làm trước, tránh tình trạng tất bật cả ngày mà chuyện gì cũng không xong. Thời điểm này, bạn không nên dựa dẫm phụ thuộc vào người khác. Ai cũng có công việc của riêng mình, không ai có thể làm thay được cho bạn. Bản mệnh vẫn cần phải tự thân vận động, tự làm, tự lo. Với những công việc quen thuộc, bạn có thể tiếp tục làm theo phương án cũ, nhưng cũng nên tìm tòi đổi mới, sáng tạo để nâng cao hiệu suất cũng như rút ngắn thời gian. Không cần phải thay đổi quá lớn, chỉ cần điều chỉnh từng chút một. Từ chỉnh những việc bạn đã quen tay cũng có thể tạo ra kết quả bất ngờ. Lưu ý rằng tháng này có những hung tinh như thái tuế, âm sát rình rập, sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của bạn bất cứ khi nào, khi cơ hội và thách thức song hành. Do đó, con giáp này cần tiếp tục nỗ lực để nâng cao khả năng đương đầu với những thử thách trong tương lai. Nhưng tình hình hiện tại cũng không đến mức bị đát, thực tế là bạn vẫn còn đang thấy khả năng xoay sở khá tốt. Nếu biết tận dụng và vượt qua được hoàn cảnh, bạn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng mới, con giáp người tuổi Tuất ít gặp vận may về chuyện tiền bạc khi tài lộc bị kìm kẹp. Âm sát hung tinh cảnh báo, vận trình ngày càng có xu hướng giảm sút, tiềm tàng không ít biến động. Giữ tâm tĩnh, cái đầu tỉnh táo sẽ tránh được hung hiểm. Tài vận trong tháng tăng giảm không cố định, buôn bán kinh doanh tương đối khó khăn hoặc trở ngại nhất định cũng do đụng độ hung tinh kiếp tài. Thị trường nhiễu loạn, nhiều thông tin thật giả lẫn lộn nên không có lợi cho chuyện đầu tư, càng không nên vội vàng mở rộng kinh doanh, kẻo lợi bất cập hại. Càng về cuối tháng thì áp lực và cạnh tranh càng gia tăng. Những ai làm công việc về giấy tờ, hợp đồng, văn bản càng cần phải tập trung, đừng có lơ là mà phạm sai lầm. Phải đền bù thiệt hại, trừ lương, cắt thưởng, thậm chí rơi vào vòng lao lý. Những ai chăm chỉ túc tắc buôn bán nhỏ lẻ mỗi ngày thì có thể yên tâm về mức thu nhập hiện tại. Cuộc sống cũng không tới nỗi vất vả, đủ lo cho cả gia đình. Ngoài ra, bản mệnh cần phải giữ chặt túi tiền của mình, tránh bị thất thoát ra ngoài. Cần lập kế hoạch tài chính càng chi tiết càng tốt, tiết kiệm chặt chẽ, ưu tiên những việc quan trọng. Còn về sở thích cá nhân, sau này dư giả rồi tỉnh tiếp cũng chưa muộn. Đặc biệt là không nên dễ dãi cho vay mượn lung tung, kẻo tiền mất, tật mang, khó lấy lại được. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Bước sang tháng Giáp Tuất, chuyện tình cảm của con giáp người tuổi Tuất được dự báo không xuất hiện nhiều biến cố nào quá lớn, duy trì ở mức bình ổn. Dù không quá nhiều mâu thuẫn, nhưng mọi quan hệ lại phát triển theo hướng bình bình, đôi khi gây ra sự nhàm chán, tẻ nhạt. Hãy dành thời gian để cả hai ở bên chia sẻ và hiểu nhau hơn. Có thể bạn thấy không có vấn đề gì lớn, đối phương cũng im lặng. Song không có nghĩa là người ấy đang đồng tình hay hài lòng với hiện tại. Thời gian dài vẫn cứ như vậy thì cũng không phải là một tín hiệu tốt. Cả hai bạn đều dành thời gian để hâm nóng tình yêu mới không dẫn tới những điều đáng tiếc. Nếu có vấn đề gì thì hãy ngồi lại thẳng thắn trao đổi.
Như vậy giữa hai bạn sẽ tạo được sự kết nối, tình cảm sẽ trở lại nồng nàn như thuở ban đầu. Con người độc thân nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong tìm được một nửa phù hợp. Nếu vẫn còn những suy nghĩ về quá khứ thì cũng đừng để điều đó ảnh hưởng tới hiện tại. Ai cũng cần bước tiếp và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình, mãi nhìn về phía sau chỉ khiến bạn lạc lõng một mình mà thôi. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Tuất đang ở mức ổn định, không có biểu hiện gì đáng lo lắng. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà chủ quan, nhất là khi vấn đề khó chịu có thể xuất hiện do áp lực tinh thần, chủ yếu do công việc, tiền bạc không như ý muốn khiến bạn lo nghĩ rất nhiều. Nếu có thể thư giãn cơ thể và tinh thần, mọi thứ sẽ chuyển biến tích cực. Hãy chú ý chế độ ăn uống và duy trì thói quen làm việc, nghỉ ngơi điều độ để đảm bảo sức khỏe tốt. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất vào tháng chính âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Mậu Tuất, sinh năm 1958, mệnh Mộc. Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Vận khí có sự chuẩn lại, công việc vẫn đều đều như cũ. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu nâu. 2. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, mệnh Kim. Nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Một số hạng mục công việc trì trệ, không có tiến triển mới. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. 3. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, mệnh Thủy. Nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Tài vận tăng giảm không cố định, buôn bán kinh doanh khó khăn. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu xám, màu xanh nước biển. 4. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, mệnh Hỏa. Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Mỗi quan hệ phát triển bình bình, đôi khi gây ra sự nhàm chán tẻ nhạt. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu cam, màu trắng. 5. Tuổi Bính Tuất, sinh năm 2006, mệnh Thổ. Nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Sức khỏe bình ổn, chú ý giải tỏa áp lực tinh thần, tập thể dục đều đặn. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đen, màu vàng. Tử vi tháng chính âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Hợi, vận khí được nâng đỡ, bớt phần vất vả. Bước sang tháng mới, vận khí của người tuổi Hợi trong tháng không tệ, bản mệnh được nâng đỡ rất nhiều, bớt phần vất vả, chỉ việc đón các vận mà thôi. Vượt qua những khó khăn, những chủ Hợi sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Công việc tiến hành suôn sẻ, được cấp trên tin tưởng và cũng trao cho nhiều trọng trách. Song kèm theo đó sẽ là áp lực không nhỏ nên bạn vẫn cần phải có sự chuẩn bị tâm lý vững vàng. Ai nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ gặt hái được quả ngọt và cũng có ngược lại. Tài vận cũng đón vận may lớn, nhiều dấu hiệu tăng tiến. Việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Việc ký kết hợp đồng, hợp tác làm ăn, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều suôn sẻ. Người kinh doanh có duyên lại gặp thời nên lợi nhuận gia tăng. Các mối quan hệ của người tuổi Hợi ngọt ngào và ổn định. Dù là người đã có đôi hay độc thân, bạn đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Mối quan hệ giữa vợ chồng sẽ hài hòa, ổn định. Mối quan hệ giữa những người yêu nhau sẽ bền chặt hơn. Sức khỏe được duy trì ở trạng thái ổn định. Dù đôi khi công việc có bận rộn, áp lực cuộc sống đè lên đôi vai của bạn, nhưng con giáp này luôn biết cách để giải tỏa căng thẳng của bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng. Một vài triệu chứng khó chịu cũng sớm bị đẩy lùi khi mà bạn biết trân trọng sức khỏe của chính mình.
Xem tử vi tháng chín âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi Hợi luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bước sang tháng Giáp Tuất, bản mệnh được cả nguyệt lệnh trường sinh và sao thì ngẩn chiếu mệnh nên sự nghiệp có nhiều điểm sáng. Vận khí được nâng đỡ, người tuổi Hợi có nguồn sinh khí dồi dào, tinh thần làm việc hăng say, phấn khởi. Nhờ đó mà giải quyết công việc đầu vào đấy, những vấn đề còn tồn động đều được xử lý gọn gẽ, thu về kết quả tốt đẹp, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi. Bản mệnh còn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Bằng chính sự lanh lợi và nhạy cảm thời cuộc, bản mệnh có thể tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chuyên môn, tự khẳng định giá trị bản thân, giữ vững vị trí trong tập thể. Ở giai đoạn này, bạn còn có thể được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách. Song kèm theo đó là những áp lực không hề nhỏ nên bạn vẫn cần phải có sự chuẩn bị tâm lý vững vàng. Những ai nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ gặt hái được quả ngọt và cũng ngược lại. Bên cạnh đó, tử vi tháng này cũng dự báo về những hung hiểm luôn rình rập có thể khiến bạn gặp thế lực ngầm cản trở, ngăn cản bước tiến. Có thể may mắn mà bạn đang có được khiến đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ tiểu nhân ganh ghét cho rằng bạn chỉ ăn may mà thôi. Nhưng những thuận lợi đang có là do may mắn hay do chính nỗ lực của bạn trong thời gian trước thì quá trình và kết quả công việc đã chứng minh rõ. Do vậy trong tháng này, người tuổi Hợi cũng đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình. Nếu ai đó mỉa mai vì rằng bạn may mắn thì cứ hãy kệ họ đi. Chỉ bạn mới biết mình đang ở đâu, vị trí nào và bạn đã từng trải qua những gì trở ngại để có được ngày hôm nay mà thôi. 2. Luận về phương diện tài chính. Con đường tài vận của người tuổi Hợi cũng có nhiều dấu hiệu tăng mạnh, có sự nghiệp hỗ trợ nên thu nhập chính được đảm bảo. Sự xuất hiện của thiên ẩn cho thấy tháng nay, những người làm văn phòng sẽ có chiều hướng khả quan hơn trong tài chính. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là người làm kinh doanh buôn bán không gặp may mắn. Thực tế là dù ở lĩnh vực nào, bạn cũng có thể thấy việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Nguyệt lệnh trường sinh thôi thúc bản mệnh nên mạnh tay đầu tư và quyết đoán trong mọi chuyện. Tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Nếu có duyên với các dự án bất động sản và cảm thấy hưởng thụ, bản mệnh cũng nên thử sức mình. Hơn nữa, với các dự án ký hợp đồng, hợp tác làm ăn, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều suôn sẻ. Người kinh doanh có duyên lại gặp thời nên lợi nhuận tăng mạnh. Dù vậy thì người tuổi Hợi vẫn nên đảm bảo rằng đã tính toán đến những rủi ro trong đầu tư và khả năng kiểm soát của bản thân tới đâu. Trong cuộc sống này, bạn nên chi tiêu trong khả năng của mình, chủ động quản lý tiền bạc và chuẩn bị đầy đủ cho tương lai sẽ giúp bạn không bao giờ rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Nhờ có nguyệt lệnh làm đất trường sinh nên chuyện tình cảm của người tuổi Hợi được dự đoán thuận buồm xuôi gió. Dù là người đã có đôi hay độc thân, bạn đều có thể cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu. Mối quan hệ giữa vợ chồng sẽ hài hòa, ổn định. Mối quan hệ giữa những người yêu nhau sẽ bền chặt hơn. Cả hai bạn đều có sự đồng lòng trong các quyết định lớn lao mà trước đây có thể còn nhiều bất đồng. Các khỉ đen vượng, thời điểm này hứa hẹn cho những gia đình sẽ đón hỷ tính, có chuyện cưới sinh hoặc sinh con mang lại niềm vui không nhỏ cho mọi người. Người tuổi Hợi độc thân có thể có nhiều cơ hội gặp được một nửa phù hợp và bắt tay vào một mối quan hệ hạnh phúc ngọt ngào. Đó sẽ là người có cùng chung sở thích, quan điểm sống với bạn. Hãy thử mở lòng đón nhận mọi chuyện một cách tự nhiên xem sao. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của người tuổi này duy trì ở mức ổn định. Một vài triệu chứng khó chịu cũng sớm bị đẩy lùi khi bạn biết quý trọng bản thân.
Đôi khi sự thay đổi thời tiết cũng khiến cho con giáp này khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, quẻ quại, làm việc thiếu tập trung. Người tuổi Hợi cần bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Dù đôi khi công việc có bận rộn, áp lực cuộc sống đè lên vai, nhưng bạn vẫn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng của bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng. Bạn cũng nên tránh các hoạt động có nguy cơ cao hoặc các môn thể thao nguy hiểm để tránh những va chạm, tai nạn vốn có thể tránh ngay từ đầu. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, giải quyết công việc những vấn đề còn tồn đọng đâu ra đấy. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 2. Tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, có thể được cấp trên tin tưởng và cũng trao cho nhiều trọng trách. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. 3. Tuổi Tân Hợi, mệnh kim, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng nên mạnh dạn đầu tư. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu trắng, màu nâu. 4. Tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, nam sao Vân Hẳn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, mối quan hệ vợ chồng sẽ hài hòa và ổn định, đòi lửa thêm bền chặt. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn, màu tím, màu cam. 5. Tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, sức khỏe được đảm bảo. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ.